không xác minh được người mà diễn viên Nam Thư tố cáo tại Đà Lạt. Gây án vì bị người ít tuổi hơn bắt gọi bằng anh do chưa lấy vợ. Điều tra vụ dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại. Đà Nẵng, nhiều người dương tính với ma túy tại For You Club. Mẹ mang thai lao xuống hồ của con cháu và cái kết đa lòng. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Thu Hà, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 8, nguồn tin của bên Lộ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên đã khởi tố 6 bị can liên quan trong vụ thông tin sai sự thật nữ công nhân lây HIV cho nhiều người về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Cụ thể, những bị can này đã đăng tải thông tin sai sự thật và chia sẻ clip có nội dung khiêu dâm, đồi trụy liên quan đến thông tin sai sự thật nữ công nhân lây HIV cho nhiều người hồi cuối tháng 7 năm 2024. Danh tính các bị can bị bắt bao gồm Nguyễn Đức N, Nguyễn Hồng Quy, Nguyễn Văn S và Trần Văn T, Nguyễn Lê H, Nguyễn Ngọc H, tên viết tắt. Riêng hai bị can Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Lê H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, ngày 25 tháng 7, qua hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và Zalo, Nguyễn Hồng Quy đang làm việc tại một công ty, thấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong đó có thông tin, hình ảnh được cho là của một nữ công nhân đã lây HIV cho nhiều người. Sau đó, Quy dùng tài khoản nội bộ tìm kiếm và thu được kết quả thông tin, hình ảnh, chân dung, số điện thoại của nữ nhân viên tên CTD, tên viết tắt, nên đã chụp ảnh và thông tin cá nhân của nữ công nhân này chia sẻ lên nhóm Zalo giáo án. 10 phút sau, Quy thu hồi tin nhắn, song hình ảnh đó đã nhanh chóng được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài Quy, các bị can nói trên cũng chia sẻ các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên. Về phía nữ công nhân CTD, Bệnh viện Đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm và kết luận nhân viên này không nhiễm HIV. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phổ Yên đang điều tra mở rộng vụ việc. Ngày 10 tháng 8, một nguồn tin cho hay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận Yanyaung Kunun, ngụ xã Ea Cơ Tun, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Yanyaung Kunun 39 tuổi và Yihom Bakrong 32 tuổi cùng ngụ xã Ea Cơ Tun đến ăn nhậu tại nhà một người bạn ở địa phương. Trong lúc ăn nhậu, Yihom nói với Yanyaung, "Mày phải gọi tao bằng anh vì tao đã có vợ, còn mày thì chưa lấy vợ." Tự ái vì câu nói trên nên hai người cự cãi đánh nhau và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, khi về nhà, Yanyaung phát hiện miệng bị chảy máu nên cầm dao quay lại tìm Yihom đánh trả thù. Yanyaung và Yihom tiếp tục la vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Yanyaung dùng dao tấn công vào tay và lưng Yihom. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, bị thương tật 55%. Ngày 10 tháng 8, một nguồn tin cho hay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang điều tra mở rộng vụ án hình sự mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại huyện Chư Păng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai vợ chồng Đặng Văn Tuân, 29 tuổi, Phạm Thị Ngát, 26 tuổi, ngụ làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai, dụ dỗ nhiều người dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, hai vợ chồng này mua lại, đem bán để kiếm lời. Từ năm 2023, Đặng Văn Tuân cùng vợ lôi kéo nhiều người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Păng đến các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB Bank, ACB, đóng trên các địa bàn tỉnh Gia Lai, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho Tuân. Sau đó, Tuân mua lại mỗi tài khoản ngân hàng với giá là 300.000 đồng, bán lại cho Phạm Thị Hưng, ngụ phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai, để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban dân huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước trên lòng hồ thủy điện Pleikrong, xã Hờ Mông khiến 3 người tử vong. Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân thứ 3 còn mất tích. Trước đó, chiều ngày 10 tháng 8, cháu THHB 7 tuổi và THMV 10 tuổi tên viết tắt xuống khu vực lòng hồ thủy điện Pleikrong chơi, không may bị trượt chân rơi xuống nước. Nghe tiếng kêu cứu, chị HTN tên viết tắt 32 tuổi, mẹ cháu THHB đang mang thai tháng thứ 6 ở gần đó liền lao xuống hồ để cứu người. Không may cả ba người đều bị đuối nước. Ngay sau đó, Ủy ban dân xã Hờ Mông đã huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ cùng người tổ chức tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân. Đến sáng ngày 11 tháng 8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị HTN và con trai, riêng cháu THMV chưa tìm thấy. Ngày 10 tháng 8, ông Phan Cao Lâm, đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ba mẹ con tắm biển Mỹ Khê bị sóng cuốn được ứng cứu kịp thời. Trước đó, khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, chị RTT, tên viết tắt 36 tuổi,
ngụ xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, cùng hai con nhỏ là 9 tuổi và 5 tuổi, tắm biển Mỹ Khê. Trong lúc tắm, chị Tê cùng các con bị sóng cuốn ra xa. May mắn thời điểm này, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông và ông Trần Văn Mẫn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ở gần phát hiện. Ngay lập tức, các ông đã hỗ trợ, quăng phao cứu hộ, giữ ba mẹ con khỏi bị sóng đánh tiếp ra xa bờ. Sau đó, các thành viên của đội cứu nạn đã tiếp ứng cứu kịp thời. Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 với 7 thành viên, trực thuộc đội quản lý trật tự đô thị thành phố Quảng Ngãi. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đã cứu thành công 17 người bị đuối nước. Ngày 10 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin vừa phát hiện cơ sở 4U Club có nhiều đối tượng dương tính với ma túy cùng nhiều vi phạm trong hoạt động. Vào lúc 0 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh 4U Club tại địa chỉ 54 Trần Văn Trứ, phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Qua kiểm tra, công an phát hiện cơ sở hoạt động quá giờ quy định, trong đó có một số khách đang sử dụng si sa bóng cười. Đáng chú ý, tiến hành test nhanh với một số khách đang có mặt tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 5 đối tượng dương tính với ma túy. Khám xét tại cơ sở, cơ quan chức năng thu giữ 4 bình kim loại nghi chứa khí Na2O, khí cười và 16 bộ dụng cụ sử dụng si sa. Hiện vụ việc đang được công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Một lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận và xác minh đơn tố cáo của bà Trần Thị Nam Thư, diễn viên Nam Thư, liên quan đến việc cô cho rằng bị người khác vu khống, đăng tin sai sự thật và sử dụng hình ảnh trái phép đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết cơ quan chức năng không xác minh được người mà Nam Thư tố cáo. Cụ thể, sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt giao cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền, chuyên môn. Tuy nhiên, cơ quan này không xác định được người mà diễn viên Nam Thư tố cáo từng kinh doanh homestay ở Đà Lạt. Lý do là vì homestay mà diễn viên Nam Thư tố cáo đã sang đi sang lại cho nhiều người. Người đang kinh doanh và là chủ hiện tại không biết và không phải là người mà diễn viên Nam Thư tố cáo. Cũng theo vị lãnh đạo này, thì Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt sẽ tham mưu lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt để trả lời cho diễn viên Nam Thư về kết quả xác minh, xử lý đơn của nữ diễn viên này. Trước đó, ngày 25 tháng 7, diễn viên Nam Thư cũng đã gửi đơn tố cáo một quán cơm có tên HL ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vì đã cung cấp clip diễn viên Nam Thư đến quán ăn này cùng với bạn. Nguồn tin của BLO cho hay, công an huyện Đức Trọng đang thụ lý đơn để xác minh và xử lý. Sau 6 năm kể từ ngày được phê duyệt dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm đang tăng tốc để kịp về đích vào cuối năm 2024. Dọc theo tuyến đường là những khoảng đất trống liền mạch khi hàng trăm hộ dân đồng lòng tháo dỡ nhà cửa, nhường khoảng đất trước nhà để làm đường. Bên cạnh đó, công tác thi công cũng được triển khai tích cực ở những đoạn đã có mặt bằng trống, một số đoạn đang được lắp đặt cống làm nền đường. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết, dự kiến ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ thông xe toàn bộ tuyến đường Dương Quảng Hàm đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa Gò Vấp, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra trước đó. Dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Quảng Hàm dài 2,5 km, rộng 32 m với quy mô 6 làn xe. Để mở rộng đoạn đường này, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi gần 50.000 mét vuông đất. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.300 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm ảnh hưởng đến 425 hộ dân, hiện có gần 400 trên 425 hộ dân bàn giao mặt bằng, còn vướng khoảng 25 hộ đang được đơn vị tuyên truyền vận động bàn giao. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!